Chào các bạn nhé, khu vui chơi đồi sim hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp mô hình cá mập cổ đại nằm trong bộ sưu tập đồ chơi khảo cổ học nhé. Khi chơi đồ chơi khảo cổ học thì bạn sẽ được hóa thân thành nhà khảo cổ học này, khai quật hóa thạch khủng long và các hóa thạch của các loài khác. Bộ đồ chơi thì sẽ gồm hộp với hóa thạch bằng thạch cao, bộ dụng cụ búa, chổi, đục để chúng ta tiến hành đục cái khối hóa thạch này để thu thập mẫu vật nhé. Đây là mẫu vật của loài cá mập cổ đại. Chúng ta sẽ lắp phần chân đế này riêng ra ngoài, phần thân. Loài này thì chỉ có phần đầu chỉ có hai miếng này thôi. Chúng ta sẽ hơi gá vào thôi. Để còn nắp phần cổ. Tiếp theo chúng ta sẽ nắp phần xương đuôi. Phần xương sườn. Phần nhỏ hơn này sẽ hướng về đuôi. Đây. Chúng ta sẽ gá lên cái phần giá đỡ này. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn lắp ráp mô hình cá mập cổ đại trong bộ đồ chơi khảo cổ học nhé.